Chị em, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của các thầy của dòng Chúa Cứu Thế. Như anh Lộc nói, các thầy đến để chia sẻ về sự về việc ân gọi và mời các người trẻ ở đây suy niệm về vào đời sống phục vụ. Ở bên phải con thì có tân linh mục cha An Tôn Nguyễn Nam Việt, cha mới được phong 6 tháng rồi. Ở bên trái con là thầy Phó Tế Binh Sinh Tê Nguyễn Minh Quân. Con nghĩ ông bà cố cũng gần ở đây của thầy. Rồi ngồi ở dưới đó thì có thầy Vinh Sinh Tê Vũ Văn Thanh và thầy Doan Bautista Nguyễn Đức Minh. Con muốn ông bà anh chị em sau khi thánh lễ, nếu mà có câu hỏi gì về ân gọi thì nói chuyện với các cha với các thầy. Nhưng nhân cha và con và thánh thần, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả ông bà anh chị em. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên. Ngài về trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài mời gọi chúng ta đi khắp địa cầu rêu giảng tin mừng nước trời bằng cách chúng ta đối xử và yêu mến anh chị em chung quanh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin
danh Thiên Chúa trên trời, an vui thánh đức với người, hòa bình thiên tâm dưới thế. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an vui thánh đức với người, hòa bình thiên tâm dưới thế. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí, cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa Ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các tông đồ mà Người đã sự tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng quyền cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, Người đã hiện ra, nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy,
Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn của Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao
Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và cùng thầy. Bài kết thúc tin mừng theo Thánh Mát-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giê-xu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị án phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giê-xu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và đảm bảo lời giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha chủ tế, cha đồng tế, quý thầy, quý ông bà và anh chị em. Cách đây 3 năm, con có cơ hội đi làm tuyên úy tại một nhà thương. Khi ấy khoảng 11 giờ đêm thì con nhận được một cuộc gọi từ văn phòng y tế nói rằng có một bệnh nhân ung thư máu muốn gặp Chaplin,
và họ muốn được nghe lời Chúa. Y tá còn nói thêm cho con biết, người bệnh nhân này đang trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Nghe như vậy thì con vội vã tới phòng của bệnh nhân. Khi bước vào, con ngạc nhiên bởi vì người bệnh là một anh còn rất trẻ, chỉ độ khoảng 40 tuổi. Bên chiếc giường bệnh của anh là cha mẹ của anh cùng với vợ và hai người con nhỏ. Khuôn mặt của anh trông rất tỉnh táo, giống như là một người bình thường vậy. Và anh đề nghị với con chọn và đọc cho anh một đoạn lời Chúa, bất kỳ đoạn nào. Rất tình cờ khi mà con mở cuốn Thánh Kinh ra thì con gặp một đoạn lời Chúa của Thánh Mát-cô. Đoạn lời Chúa đó chính là bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay, nói về việc Chúa Giê-xu lên trời. Sau khi đọc và chia sẻ lời Chúa với anh, con cho anh lãnh nhận thánh thể. Sau đó thì người nhà, người vợ của anh chia sẻ một chút với con về cuộc đời của anh. Chị nói, công việc của anh là làm việc kinh doanh bất động sản. Công việc khá thành công. Sức khỏe của anh rất là bình thường, cho đến khi anh phát hiện được bệnh tình của mình. Lúc đó thì đã quá trễ rồi, không còn thể cứu được nữa. Đứng trước cái hoàn cảnh đó, con không biết nói gì ngoài việc an ủi anh và cùng cầu nguyện với gia đình. Trước lúc con chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh thì anh cầm lấy tay con và anh thốt lên rằng: "Brother, I am dying." Thầy ơi, tôi đang chết. Có lẽ chính giờ này đây, anh rất sợ hãi. Anh sợ bởi vì thân xác của anh đây đang dần dần trở về với tro bụi. Anh nuối tiếc bởi vì bao nhiêu những của cải vật chất trần gian, nhất là những thứ rất quý giá mà anh làm được từ bấy lâu nay, anh không thể mang theo được. Anh cảm thấy bất an bởi vì biết bao nhiêu công việc còn đang bỏ dở dang, biết bao dự án mà anh chưa thể hoàn thành được, và nhất là tình cảm của những người thân trong gia đình, trong đó có cha mẹ, vợ và hai con của anh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thân phận của con người, anh dường như không muốn rời bỏ thế gian này. Nhìn chung ra, hình như tất cả chúng ta đều có một tâm trạng như thế. Điều mà chúng ta sợ hãi nhất là lìa bỏ thế gian này. Ấy vậy mà ngày hôm nay, giáo hội long trọng mừng kính biến cố Chúa Giê-xu lên trời. Không biết quý ông bà và anh chị em có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa lại lên trời, trong khi điều mà chúng con mong muốn là được ở dưới thế gian này? Nếu câu hỏi đó đặt ra cho mỗi người chúng ta sẽ trả lời thế nào? Thưa, chúng ta có thể trả lời thế này: Chúa Giê-xu lên trời bởi vì nơi đó chính là quê hương đích thực của Ngài. Chúa Giê-xu đã đến thế gian từ Thiên Chúa, và ngày hôm nay sau khi kết thúc cuộc đời, sau khi kết thúc sứ vụ rao giảng tin mừng, thì Ngài lại trở về với Chúa Cha, nơi mà Ngài đã xuất phát ra. Người Việt Nam chúng ta có câu: sinh ký tử quy, nghĩa là
sinh ra là gửi, chết là về. Khi chúng ta sinh ra, Thiên Chúa gửi cuộc đời chúng ta vào trần gian, để rồi một ngày nào đó Thiên Chúa lại lấy đi cuộc đời của chúng ta và đưa về với Thiên Chúa Cha. Như vậy có nghĩa là cuộc đời của chúng ta nơi trần gian này chỉ là cõi tạm, không phải là vĩnh cửu. Quê hương đích thực của chúng ta không phải nơi trần gian này, mà là ở trên trời, nơi đó có Thiên Chúa ngự. Nói cách khác, chúng ta sống giữa thế gian, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Như lời mà Chúa Giê-xu đã trả lời quan Phi-la-tô trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn: nước tôi không thuộc về thế gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Giê-xu lên trời mang lại cho chúng ta một ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì thao thức lớn nhất của con người là người ta muốn biết họ đến từ đâu và họ sẽ đi về đâu. Nếu một ai đó trong quý ông bà và anh chị em còn thắc mắc về điều này, thì ngày lễ hôm nay đã trả lời cho chúng ta cái câu hỏi, cái thắc mắc đó một cách rất rõ ràng. Đó là điều gì xảy ra với Thiên Chúa thì cũng sẽ xảy ra với mỗi người chúng ta. Nơi Chúa Giê-xu đã đến cũng là nơi mà chúng ta sẽ đến. Giống như lời mà Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ năm xưa: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đón các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó với Thầy. Ngày hôm nay, Thiên Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa của Ngài với các môn đệ khi xưa. Chúa Giê-xu đang ở trên thiên đàng để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở, và có khi chỗ ở đó đã sẵn sàng cho chúng ta rồi. Phần còn lại thuộc về chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng để về trời với Chúa chưa? Làm cách nào chúng ta có thể bay lên thiên đàng với Chúa? Muốn bay thì phải nhẹ nhàng, nặng quá thì bay không nổi. Như vậy điều gì trong cuộc sống làm cho chúng ta trở nên nặng nề? Nhìn lại xã hội ngày hôm nay có rất nhiều thứ nặng nề. Nặng bởi tiền bạc, nặng bởi danh phận, chức quyền, nặng bởi những nghiện ngập, nặng bởi những thói hư tật xấu. Tất cả những thứ này là cản trở khiến chúng ta không thể nào hướng tâm hồn lên trời cao được. Chính vì thế mà giáo hội luôn nhắc nhở chúng ta là phải ăn năn sám hối và phải thực hành cái đời sống đơn giản, nghĩa là chúng ta thanh thoát trước mọi tiền của vật chất, chúng ta thanh thoát trước mọi những ràng buộc làm cho chúng ta không thể tự do để về với Chúa được. Sống giữa thế gian, sống giữa xã hội ngày hôm nay rất khó. Chúng ta cần phải có ơn Chúa. Và Chúa Nhật tới đây là Chúa Nhật mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh và ơn can đảm để chúng ta lựa chọn và theo đuổi những gì thuộc thượng giới, đó là nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta không sớm thì muộn cũng phải đối diện với cái chết. Thế nhưng cuộc đời của chúng ta không chấm dứt
bởi cái chết thể lý. Bởi vì đằng sau cuộc đời này, chúng ta tin tưởng một điều rằng chúng ta được chia sẻ phần phúc vinh quang với Chúa Giêsu trên thiên đàng. Người đời thường nói một ngày qua đi là một ngày tôi phải tiến dần đến cõi chết. Thế nhưng đối với chúng ta là một người có đức tin, chúng ta có thể nói thế này: một ngày qua đi là một ngày chúng ta sớm được trở về với Thiên Chúa. Nơi đó chúng ta được gặp ông bà, anh chị em, những người thân thương trong gia đình chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tâm tình của ngày lễ mừng Chúa lên trời hôm nay, chúng ta phải cảm tạ về tình thương bao la mà Thiên Chúa dành cho phận người chúng ta. Và chớ gì, trong đời sống mỗi ngày, lòng chúng ta luôn hướng về trời cao, để rồi qua đó chúng ta biết luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị hành trang để một ngày nào đó chúng ta sẵn sàng lên thiên đàng với Chúa, cũng như chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những đau khổ và bệnh tật Chúa gửi đến trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Bây giờ chúng ta đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, không hạ thế bởi Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đến vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato. Người chiêu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời như bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và xin sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Đức Giêsu Kitô về trời để mở lối cho chúng ta tiến về quê trời. Trong niềm tri ân và cảm tạ, chúng ta dâng lời tha thiết nguyện xin. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.
chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn chu toàn sứ mạng của Chúa đã trao phó với tất cả tình yêu và sự quảng đại hiến dâng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho toàn thể hội thánh, cách riêng cho cộng đoàn chúng ta, ngày càng có nhiều bạn trẻ, quảng đại, dấn thân trong ơn gọi thánh hiến, để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu và trở thành cánh tay hữu hình của Chúa ở trần gian này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Vì yêu thương các môn đệ còn ở trần gian, Chúa Kitô đã thiết lập chức tư tế và thừa tác vụ linh mục để phục vụ dân thánh. Trong tâm tình hân hoan và tạ ơn hôm nay, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin Chúa cho các vị, các tân linh mục mãi làm men, làm muối ớt cho mạng đời, để danh Chúa được cả sáng, nước Chúa được trị đến. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các tông đồ đã ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi anh chị em trong cộng đoàn chúng ta luôn tích cực sống chứng nhân tin mừng, tích cực hăng say vào đời như Chúa, để xây dựng nước Chúa và đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã ra đi trước chúng ta sớm được hưởng nhan thánh ngài, đặc biệt các linh hồn cùng những ý chỉ chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Linh mục Alfonso Trần Đức Phương, John Warner, Vincente Vũ Đức Thành, Michael Cao Quang Tín, John Bautista Quỳnh Trọng Tuấn, Giuse Vũ Văn Nho, Maria Nguyễn Kim Phượng, Madalena Trương Thị Du, Maria Margarita Nguyễn Thị Tuyết, Teresa Đinh Kim Hương, Marta Ngô Thị Nhiệm, Lucia Phạm Thị Lừng, Maria Teresa Trần Thị Ái Hoa, Đa Minh Hoàng Phú Thế, Maria Trần Thị Huệ mới qua đời, Phaolô Nguyễn Di Khương, Đam Minh Nguyễn Văn Hoàng, Maria Nguyễn Thị Bức, Maria Chu Thanh Hải, Maria Nguyễn Thanh Ngọc, Giuse Nguyễn Đắc Vinh, Giuse Nguyễn Văn Tạm, Maria Vũ Thị Tích, Phêrô Quỳnh Văn Lộc mới qua đời, Giuse Nguyễn Văn Hồ, Vincente Nguyễn Văn Sưng, Maria Trần Thị Tròn Lễ Dỗ, Thomas Vinh Tạ, Lorenzo Nguyễn Văn Việt, Maria Nguyễn Thị Lạc, các linh hồn Đam Minh, linh hồn Maria Lễ Dỗ, John Bautista Vũ Văn Riễn, Maria Teresa Nguyễn Thị Bích Thủy, Giuse Nguyễn Huệ, Teresa Nguyễn Thị Thanh, tạ ơn Chúa mẹ Maria, xin tri ân bố mẹ Teresa Nguyễn Thị Thanh, xin cho người thân mau bình phục, xin ơn bình an cho anh chị em và các cháu. Các chị em tạ ơn trái tim mẹ Maria và xin cầu cho các linh hồn.
Trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã cho Đức Kitô sống lại và lên trời ngự bên hữu Cha. Nhờ công nghiệp của Người, xin Cha đôi nghe lời chúng con tha thiết nguyện xin, để đời sống chúng con là dấu chứng của niềm khát khao hướng về quê hương đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Vui xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lời cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và cùng hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hoan hỷ Chúa Trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đôi thương thanh hoa của lễ chúng con dâng Thiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lĩnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn hai và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời hiển vinh của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để ta ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, đôi nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tin Chúa, để chúng con được thừa hiển gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh. Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ân cứu độ cho tất cả thế giới. Xin ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức men, cùng với tôi tơ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tù hồng trên tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tu mọi con cái Cha đang tàn mang khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người đang viên căng bằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa coi thế. Xin thương nhận thiên thầy vào nương Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những người chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con, vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng ông bà anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa, vì yêu Ngài sinh xuống trời, vì
trên đơn đau, đơn nghèo trên đồi vô tha. Xin thương cứ tha tôi con. Mày con chim Thiên Chúa, đi yêu Ngài đi bốn phương, truyền giáo tin vui cứu đời. Thiên Chúa vì yêu trở nên bánh thân, hồng ân linh thiêng ân hơn, dung đời trên đường dương thế. Xin thương, xin thương, xin thương tha tội đoàn con. Đây chiến Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chân đen Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con nhìn lên cao, cao cao cao.
sống trong đời không cười bao nỗi nhục vinh. Cô đơn đau khổ tự sinh, quan trái tôi tình. Người về an vui nhưng đừng thương gian trần đọa đây. Trên cao gửi xuống thanh thần an ủi tháng ngày. Con nhìn lên cao, con nhìn lên cao, cao thân với ngàn vì sao đêm. Xin người cần siêu đưa con an tâm về thiên trời cao. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vị trụ lành của chúng con đang hiện trì, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin mọi người ngồi cho vài trong bèo. Đồ xin tiền lần thứ hai này dành cho việc tu sửa nhà Chúa, kính mong quý ông bà và anh chị em chúng ta rộng tay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu thánh lễ, cha phó cũng là quản nhiệm của cộng đoàn của chúng ta đã giới thiệu đến quý ông bà và anh chị em, quý cha
cũng như quý tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại về đây thăm cộng đoàn của chúng ta và hiệp dân thánh lễ cùng với quý ông bà và anh chị em, và cùng với một cái ý là để muốn nước Chúa được rao giảng khắp nơi. Các ngài về đây cũng để kêu gọi sự quảng đại của tất cả các bạn trẻ để dâng mình cho Chúa. Hôm nay một cha đại diện cho quý tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế là cha Anton Nguyễn Nam Phong, ngài sẽ thư chuyện và cùng trình bày với quý ông bà và anh chị em. Chúng con trân trọng kính mời cha. Mến chào cha, quý cụ bà và anh chị em. Cảm ơn, trước hết là con cảm ơn cha Chánh Xứ và cảm ơn cha Bình đã cho chúng con cơ hội đến đây cùng hai thầy, thầy Minh và thầy Thanh và thầy Phó Tế Quân nữa cơ. Thầy Phó Tế Quân là gia đình ở tại San Jose này, San Diego này. Thì cảm ơn tất cả đối với mọi người đã cho chúng con cơ hội tới đây để quảng bá ơn gọi cho giáo hội và cho nhà dòng của chúng con. Con tên là Anton Nguyễn Nam Việt, chứ không phải là Anton Nguyễn Nam Phong. Thì cảm ơn cha Bình đã cho chúng con cơ hội tới đây. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, con trẻ tuổi thôi, cũng mới chịu chức đây được 5 tháng, gần 6 tháng. Thì xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Và con, nhà dòng đã cho chúng con là công việc là giám đốc ơn gọi, đi nơi đây, nơi đó để quảng bá ơn gọi cho giáo hội và cho nhà dòng nữa. Thì con vừa rồi thì con vừa xong quảng bá ơn gọi tại nhà thờ 55, và con sau đó thì con chạy đến đây nên cái giọng của con nó hơi khàn khàn một chút, tại vì con nói chuyện với quý em 2 tiếng hồ ngoài trời cơ, thì nó hơi khàn khàn một chút thì cho chúng con xin lỗi điều đó. Nhà chúng con bây giờ có được 4 em tại nhà dự tu Dallas, 2 em ở trong nhà tập tại Cali và 12 thầy đang học thần học tại Houston. Và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cho ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, ơn gọi trong giáo hội của chúng con. Con đi nơi đây, nơi đó để quảng bá ơn gọi. Thì có một lần con tới nhà gia đình này, mời cho chúng con và quý thầy tới để ăn cơm tối. Thì trong bàn tiệc, trong bàn ăn tối đó thì người mẹ mới nói với chúng con như thế này: gia đình chúng con có 4 người, 2 trai và 2 gái, chị lớn học rất là giỏi, thì chị muốn đi học bác sĩ. Và người thứ hai là chị thứ hai lại muốn cũng giỏi nữa cơ, lại học đi engineer. Và em cuối cùng thì em này rất là thông minh và muốn lớn lên làm cảnh sát và làm y tá gì đó. Còn em ở giữa đấy, em trai giữa tuổi lớp 12 rồi. Em này, cô chia sẻ với chúng con rất là thành thật, em này rất là khù khờ, có nghĩa là sau này mà em này mà cưới vợ đấy thì bị vợ ăn hiếp. Nên con xin cha cho em đi vào tu nhà dòng của cha đi. Thì con và quý thầy cứ ngồi đó cười, mỉm cười, không biết trả lời như thế nào. Chắc là tại vì thấy chúng con rất là dễ ăn hiếp nên đi tu hay sao đấy. Thì con cũng muốn chia sẻ, không phải vậy đâu. Thì xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trên con đường ơn gọi. Và nhất là cho những bạn trẻ, bạn nam thì đi tu dòng nam hay đi ngoài triều, và các bạn nữ nơi đây để đi tu dòng nữ để làm sáng danh Chúa và làm sáng danh giáo hội. Thì một lần nữa con cảm ơn đến cha Chánh Xứ, cha Bình nơi đây và quý cụ, quý bà và anh chị em. Con cũng biết tại nơi đây giáo xứ này có một số ân nhân của nhà dòng Hội Bảo Trợ của chúng con, là những người cha, người mẹ thiêng liêng của chúng con. Cảm ơn tất cả mọi người, các ân nhân đã cầu nguyện cho chúng con giúp cách này cách kia, đã tạo điều kiện cho chúng con được làm sáng danh Chúa và làm sáng danh giáo hội. Để biết ơn, biết thêm về nhà dòng, biết thêm về ơn gọi, thì sau tháng lễ có hai thầy, thầy Minh và thầy Thanh sẽ đứng cuối cổng nhà thờ tại nơi đây để phát ra những cái kỷ yếu ơn gọi do các thầy viết ra hay là Hội Bảo Trợ ơn gọi. Thì ai có nhu cầu để muốn biết thêm thì xin lấy về để đọc và cầu nguyện cho chúng con thêm. Để một lần nữa con xin cảm ơn cha và quý cụ, quý bà và anh chị em. Cũng một lần nữa cảm ơn cha Việt và thầy Quân. Thầy Quân giảng rất hay. Con mong con nói tiếng Việt giỏi như thầy, nhưng mà con nghĩ lên thiên đàng con mới nói được tiếng như vậy. Rồi con cầu xin các cha các thầy, cầu xin cho cộng đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm ở đây, và cũng một cộng đoàn Việt Nam
được thì giúp con rất nhiều ở đây. Mà nhiều người ở đây cũng rất cần thiết cần lời nguyện của các thầy, các cha. Rồi con cũng cầu xin cộng đoàn, cầu xin cho các thầy, các cha để các thầy, các cha có sức mạnh, đức tin để đi rao giảng tin mừng khắp thế giới. Rồi xin mọi người đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mọi người cúi đầu để đảnh nhận phép lành thăng thiên, Chúa thăng thiên. Hôm nay con một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở lối ắt cho anh chị em vào nơi chính người đang ngự trị. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em. Như Chúa Kitô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho các môn đệ thay thế nào, thì khi người đến xét xử, xin Thiên Chúa cũng cho người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy. Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiện trị cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm được người đang ở cùng anh chị em mỗi ngày cho đến tận thế như lời người đã hứa. Và phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Sai thầy, thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường, loan báo tin mừng Thiên Chúa. Như Cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Sống giữa muôn người, làm chứng cho tình yêu. Chứng cho tình yêu.